Rồi, trạm Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 5 tháng 8 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có túc đột đỏ, hải châu, dúi, chồi mồi, sỉ la dai, xài, cẩm thị, bạch chỉ, sam ngọc. Rồi, mà số 1 là một cây sam ngọc. Cây đang bông trái nha anh em. Đó, cây đang bông trái dây cây luôn nha. Cây này một cụm một cốt ba thân. Cây cành mịn hết nha anh em. Một cốt ba thân, cây cành mịn này, trái đang bông trái. Đang cho bông rất nhiều nha. Đang bông trái trên cây nha anh em. Đó, cây cây cành mịn nè, bờ đớ đây là có cái lụa thép rừng này nha anh em, lụa rừng rất chắc. Rồi, em đo cái vành của nó là 14cm nha, chiều cao 30. Vành 14, chiều cao 30. Ngang tàng là 40 nha. Cây đang cho hoa dây cây luôn nha mấy anh em. Nè, cây đang cho hoa dây cây luôn nè. Rồi, giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha, 250k bao ship cây sam ngọc mã số 1 nha. 250 em bao ship, cây tây cành mịn hết nha. Rồi qua cây sam ngọc mã số 2. Cây này cũng đang bắt đầu phun hoa nha anh em. Dòng lá rất đẹp nha, dòng lá nhỏ rí nhỏ ngon tí út luôn nha anh em. Cây đang bắt đầu phun hoa nè. Cây này là một cốt nêm thân nha, cây cầm rừng nha anh em. Một cốt nêm thân. Cây cầm rừng này, tây cành già mịn hết nha. Cây cũng đang bắt đầu phun hoa rất nhiều nha. Rồi em đo cái vành là 26, chiều cao là 38. Vành gốc 26, vành to nha, màu cốt nêm thân nha mấy anh em. Liền bờ liền đỡ hết luôn nha. Vành 26, chiều cao 38. Ngang tàng là 45. Cây tây cành già mịn hết nha mấy anh em. Cây cũng đang bắt đầu phun hoa này. Đang bắt đầu phun hoa, chuẩn bị phun hoa rất nhiều nha mấy anh em. Cây một cốt nêm thân này, cốt đó rất là to nha mấy anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 350 bao ship cây sam ngọc mã số 2 nha, 350 em bao ship. Rồi qua mã số 3 là một cây cẩm thị nha mấy anh em. Cây cẩm thị nè, cây này một cây cây đổ nha mấy anh em. Cây cẩm thị dáng đổ nè, cò lét tây canh rồi là ok hết nha, chi chốt là ok nha mấy anh em. Bờ đớ nó trải nè, cây này lật đổ xuống rất hay nha. Cẩm thị nha mấy anh em, dòng cẩm thị thì quả của nó rất là thơm ngon nha. Rồi em đo cái vành là 19cm nha, vành eo ngay đây nha mấy anh em là 19cm, chiều cao 25. Tàn đổ từ sâu đây nha, nó đổ táo trước là 70. Cây này là một cây dáng đổ nha mấy anh em. Rồi, cây cẩm thị mã số 3 giao lưu cho anh em là 350 bao ship nha, 350k bao ship. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 4 là một cây bạch chỉ nha. Bạch chỉ cốt khá to nha mấy anh em. Cây này một cốt đặc này, một cốt lên 3 thân nha. Tam đa nha mấy anh em, một cốt lên 3 thân, cốt đứa nè. Khá to nha, cốt đặc luôn. Giật cấp rất đẹp nha. Cây này giờ anh em vô dây bể được rồi nha. Vô dây uống được rồi nha mấy anh em. Em đo cái vành gốc của nó là 44, chiều cao là 65. Vành 44, chiều cao tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh đấy là 65. Cây để sống khỏe quá. Cây này anh em lấy giờ là vô dây được hết rồi nha. Vành 41, chiều cao 65. Giao lưu cho anh em là 350 bao ship nhé, 350k bao ship. Cây bạch chỉ mã số 4 ấy. Rồi qua mã số 5 là một cây chồi mồi sỉ la dai nha mấy anh em. Dòng chồi mồi sỉ la dai là quả ăn rất là ngon, quả nó ăn chua chua ngọt ngọt nha mấy anh em. Cây này một cốt nêm thân, giật cấp lên rất là đẹp nha mấy anh em.
Chi chốt là ok hết nha. Cây rất dẻ nha, bờ đỡ trải nha. Cây này trồng lắp sâu cho bộ đỡ trải rất đẹp nha mấy anh em. Đó. Mọc cốt nem thân dịch cấp rất đẹp nha. Vành 38, chiều cao 60, cây đại sống khỏe. Rồi, giao lưu cho anh em là 400 bao ship nha. 400 kẻ bao ship, cây trồng màu xỉ là dài. Mã số nem nha. Rồi qua mã số 6 là một cây sung. Dòng sung này là rất là sai vẻ nha. Cây này là một cây dáng trực, trực lét nha. Cây này là lét rất đẹp nha mấy anh em. Bờ đớ nó rất to, cây này đang cho vẻ này nha mấy anh em. Vẻ này và cây này nó đã cho vẻ vừa xem qua, bây giờ nó đang cho lại nữa nè. Những cái dôi vẻ rất là nhiều trên cây nha. Đó. Cây này chuẩn bị nó cho vẻ lại rất là sai nha mấy anh em. Cây này cái bộ đớ của nó rất khủng nha. Em đo cái vành đớ của nó vô đây là nem 17 nha. Còn cái vành eo thân trên đây nha là 42, chiều cao tính từ cái mặt bầu đây nha lên tới trên đỉnh là 67, ngang tàng là 60 nha. Cây này khá to nha mấy anh em, cây to tay cành rất là ok nha. Cây thành phẩm sạch kẽm hết nha mấy anh em. Rồi em giao lưu cho anh em là 730k bao ship nha. Cái này anh em nào lái là bên em là chậu xi măng là không có ship nha. Anh em nào lái là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em. 730k bao ship cây sung mã số 6 nha. Cây lắc rất đẹp nha mấy anh em. Dòng sung rất là sai vẻ. Cây này nó lắc rất là ok nha mấy anh em, rất đẹp. Cây bờ đớ cũ đớ của nó nè. Đẹp luôn nha. 703 bao ship cây sung mã số 6. Rồi qua mã số 7 là một cây sài. Dòng sài này là sài siêu vẻ nha mấy anh em. Vẻ rất là sài nha. Cây thân co lét nè. Em đo cái vành của nó là 9cm nha. Vành eo thân đây là 9cm nha. Chiều cao là 38. Dòng sài rất là sài vẻ nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 200 bao ship nha. 200k bao ship cây sài mã số 7 nha. Rồi qua mã số 8 là một cây dúi. Cây dúi này rất là ok nha mấy anh em. Cây này có cái co rất là hay nha. Đó, em quay cái dưới quay lên cho anh em xem nha. Tây canh là dè miền cây sẽ kiểm hết nha mấy anh em. Cây cành già mịn hết nha. Cây này nó đổ cái nu lần này khá là to nha mấy anh em. Cây này khá là to nha. Cây cành nuôi bằng ngón chân cái hết nha. Rất đẹp nha, cây thành phẩm. Quay mặt bên đây cho anh em xem nha. Cây rất già. Già cây nha mấy anh em. Thân to nè. Em đo cái vành thân đây là 30 nha. Vành thân đây là 30 nè. Chiều cao là 56 nha. Tính từ mặt chậu đây nha lên tới trên đỉnh là 56. Vành thân là 30 nha, chiều cao là 56. Ngang tàng từ bên đây qua bên kia là 54 nha. Tàng bay từ sau đây nha mấy anh em, là bay tàng trước là 90. Cây này tàng bay khá là to nha mấy anh em. Bay từ sau đây nè, nó bay tàng trước là 90. Cây này khá to nha. Rồi, giao lưu cho anh em là 1.900.000 bao ship nhé. 1.900.000 bao ship. Cái này khá là ngờ thật nha mấy anh em. 1.900.000 bao ship, cái này khá to nha. Đây là em bán giá
thanh lý cho anh em, giờ chơi vừa nuôi thêm nha. 1.900.000 em bao ship, cây này khá nặng nha mấy anh em, cây này to rất là nặng nha. Anh em nào lấy thì em đẹp chậu bao bao, cẩn thận gửi cho anh em nha. Đứa trải nè nhưng mà anh em, cây này thần chậu lâu em nha. Rồi giao lưu anh em là 1.900.000 bao ship cây dúi mã số 8. Rồi qua mã số 9 là một cây hải châu sông cầu, cây dòng lá này cực kỳ đẹp, cây thanh phẩm sạch kẽm hết nha anh em. Cây cành này vàng xương, cây này là già khủ nha, sạch kẽm hết rồi nha anh em. Có co lét này, bờ đớ cải rất dùng dàng nha, cây này bờ đớ rất là mạnh nè, thân co lét cây cành già cây thanh phẩm nha. Em đo cái vành đây là 55 nè, hoành gốc 55 nè, hoành thân đây là 11 cm nha, hoành thân là 11 cm, chiều cao tính từ mặt chậu đây lên tao trên đỉnh là 30, ngang tàng là 37 nha. Cây thành phẩm nhưng mà anh em, cây cành này sạch sẽ mất, cây thành phẩm. Rồi giao lưu cho anh em là 1.000.000 bao ship nha, 1.000.000 em bao ship cây hải châu mà số 9, 1.000.000 em bao ship. Cái này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn nha, cây thành phẩm nha mấy anh em. Rồi qua mã số 10, qua cây hải châu mã số 10, cây đây là một cốt tông cao bờ đớ nè, cây bờ đớ rất là dẫn dàng nha mấy anh em. Cây này đang trái nè, trái chầm chầm mà cây đang phun hoa rất nhiều nha, dòng lá cực kỳ đẹp nha, hải châu sông cầu nha mấy anh em, dòng lá cực kỳ đẹp, rất sáng bóng nha. Cây dân trực này tây cành thiên nhiên nha, thẻ thiên nhiên rất đẹp nha mấy anh em. Bờ đớ nè, em đo cái quanh gốc của nó là cái quanh đớ là 31 nha, và thân đây là 7 cm nha mấy anh em, chiều cao tính từ mặt chậu lên tao trên đỉnh là 62, ngang tàng là 42 nha. Rồi giao lưu cho anh em là 320 bao ship nha, cây tây cành già hết nha mấy anh em, cây đang phun hoa nè, cây đang phun hoa rất nhiều nha, dòng lá đẹp. 320 em bao ship, anh em nào lấy là em đẹp chậu bao bao, cẩn thận gửi cho anh em. Rồi qua mã số 11 là một cây chồi mồi xỉ lá dài nha mấy anh em, chồi mồi xỉ lá dài nè, cây này một cốt nha, một cốt lên 3 thân, giật cấp rất đẹp nha mấy anh em. Em đo cái vành của nó là 21, chiều cao 70 nha, vành 21, chiều cao tầm từ mặt chậu lên từ tầm đây là 70 nha, vành 21, chiều cao 70, cây một cốt 3 thân. Rồi giao lưu cho anh em là 300k bao ship nhé, 300 bao ship cây chồi mồi xỉ lá dài mã số 11, 300k bao ship. Rồi qua mã số 12 là một cây túc đột đỏ nha mấy anh em, dòng này cái búp nó rất đẹp nha, túc đột đỏ này, cây thân co lét nha mấy anh em. Em đo cái vành thân của nó là 13 cm nha, chiều cao 55, ngang tàng là 40. Dòng này rất nhanh là chậu quẻ nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 300 bao ship, 300k bao ship cây túc đột đỏ mã số 12 nha. Rồi qua mã số 13 là một cây dúi, mã số 13 là một cây dúi nha, cây này khá to nha mấy anh em, cây này một cốt hai thân, tây cành già nè, quay dàn xương cho anh em xem nha, cây tân tây cành là già mịn hết nhé, tây cành nuôi rất to nha, to hơn con tây cái nha mấy anh em, tây cành nuôi rất to, to hơn con tây cái. Cây này một cốt hai thân, bờ đớt đã dài nha. Em đo cái vành eo lên đây là 50 nè, vành eo 50 nè, chiều cao tính từ mặt chậu nè lên tới trên đỉnh là 65, ngang từ bên đây qua bên kia là 58, tăng bay từ sau đây nha, nó bay tăng trước là 76. Cái này là có cái bờ đớ nè, bờ đớ nó dài từ đây qua bên đây là 40 nha mấy anh em,
bờ đớ nguyên một cục con mà nó dài vậy nè, trải dài nha, cây mọc cốt hai thân nha mấy anh em, mọc cốt hai thân không bỡ bọng gì hết nha mấy anh em, tay cành rồi dè hết nha, rất ok nha mấy anh em. Cây này khá to nha, cây này rất là to. Rồi giao lưu cho anh em là 950 bao ship nha, 950k em bao ship cây dúi mà số 13. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào đã xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi chào anh em.